Kinh nghiệm thành công của nhiều quốc gia phát triển cho thấy, nhân lực có kỹ năng, nhất là những người có tay nghề cao, có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tạo ra năng suất lao động vượt trội, thúc đẩy tăng trưởng GDP và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Càng nhiều lao động có kỹ năng thì hiệu quả càng cao, doanh nghiệp dễ giới thiệu và áp dụng các công nghệ tăng năng suất lao động và có cách làm mới. Những thống kê chỉ ra rằng, những quốc gia thịnh vượng có năng suất lao động cao thì đồng thời có lực lượng lao động kỹ năng nghề cao. Với vai trò quan trọng của mình, lao động có kỹ năng được coi như đơn vị tiền tệ mới trong thị trường lao động toàn cầu. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, sự dịch chuyển lao động trên toàn cầu và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, thì phát triển nhân lực có kỹ năng nghề nhận được sự quan tâm hàng đầu của các quốc gia. Khi tôi được nuôi lớn lên ở Queens, các lao động được đào tạo các kỹ năng trong các công việc kỹ thuật ở các trường nghề. Chính kỹ năng giúp cho đất nước chúng ta trở nên lớn mạnh hơn. Có các trường nghề rất tốt, là một nhân tố lớn trong đất nước chúng tôi, đảm bảo cuộc sống cho số đông dân chúng. Ở đất nước của chúng tôi thì kỹ năng nghề đã trở thành một nhân tố quan trọng trong một hệ thống đào tạo nghề tiên tiến mà chúng tôi đang thiết lập. Chúng tôi phát triển rất mạnh hệ thống đào tạo nghề. Đây là một trọng tâm ưu tiên của chính phủ Pháp. Với mục tiêu cụ thể là thúc đẩy các kỹ năng truyền thống và cả kỹ năng mới cho người học. Khi tôi ở độ tuổi đôi mươi, tôi đã làm việc cho một nhà máy thép, mặc những bộ quần áo lao động cùng với những người có tay nghề cao. Tôi vẫn còn nhớ sự tự hào và kính trọng của những người lao động này dành cho kỹ năng của họ. Tôi chắc chắn rằng những kỹ thuật và kỹ năng tiên tiến của họ đang chèo lái sự phát triển kinh tế hiện nay của Nhật Bản. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ và tác động rất lớn đến thị trường lao động của Việt Nam. Các doanh nghiệp có xu hướng chuyển từ tuyển dụng phần lớn lao động phổ thông sang lao động có tay nghề. Lợi thế về lao động dồi dào, giá rẻ của Việt Nam đang dần mất đi trong cuộc cạnh tranh với lao động có kỹ năng, tay nghề của các nước quanh khu vực. Vì vậy, nâng tầm kỹ năng cho người lao động Việt Nam được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của quốc gia và góp phần quan trọng cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước. Chúng ta đã nói rằng là không thể đi theo con đường lao động giá rẻ và đầu tư vốn lớn mà phải đi vào khoa học công nghệ, năng suất lao động và chất lượng lao động. Còn nếu chúng ta đi theo phương thức cũ, cứ sử dụng lao động phổ thông thu nhập thấp, chúng ta thất bại. Vì chúng ta có ưu thế về dân số vàng trong độ tuổi lao động khác với các nước. Nhưng mà nếu chúng ta có công nghiệp kỹ thuật cao, chiếm tỷ lệ cao, thì tất nhiên chúng ta sẽ thành công. Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 52 ngày 27 tháng 9, 2019 về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó yêu cầu phát triển mạnh đào tạo nghề và hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho chuyển đổi công việc. Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người lao động khi tham gia đào tạo lại, đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng để chuyển đổi công việc trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhiều năm qua ở Việt Nam, việc đào tạo nghề, chuẩn bị nguồn nhân lực có kỹ năng tay nghề được Đảng, Chính phủ, Quốc hội rất quan tâm. Ngày 16 tháng 1 năm 2017, tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đánh dấu thời điểm Chính phủ chính thức phân công Bộ Lao động Thương binh Xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Và đúng như phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội nghị, đó là chuyển giao quản lý giáo dục nghề nghiệp sang Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ thuận lợi hơn chứ không gây thêm khó khăn. Thực hiện phân công của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tập trung triển khai đồng bộ 10 giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, trong đó xác định 3 đột phá bao gồm hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa các điều kiện đảm bảo chất lượng
và nhất là gắn kết với doanh nghiệp, thị trường lao động. Nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã xác định đây là giải pháp đột phá và chỉ đạo quyết liệt, đã thành lập tổ công tác của Bộ trưởng và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các bộ, ngành và chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện gắn với doanh nghiệp. Đến nay, lĩnh vực này đã tạo được những bước chuyển biến về chất. Chúng tôi đã và đang tập trung xây dựng cái đề án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Trong đó đấy, thay đổi về đào tạo nó gắn với cái nhu cầu. Cái thứ hai đấy là đổi mới căn bản đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp. Đó là gì? Là đào tạo kết nối với doanh nghiệp. Làm sao để doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo của nhà trường ngay từ khâu đầu. Đã cơ bản hoàn thiện thể chế, chính sách triển khai luật giáo dục nghề nghiệp. Đến nay đã ban hành 76 văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn luật giáo dục nghề nghiệp, 6 nghị định, 6 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 60 thông tư và 4 thông tư liên tịch. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành kịp thời đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức các hoạt động đào tạo và để các cơ quan quản lý các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp được phát triển rộng khắp các ngành, địa phương, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học và của thị trường lao động. Thực hiện nghị quyết của Trung ương và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã phối hợp với các bộ ngành địa phương quy hoạch 130 nghề trọng điểm ở các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế, triển khai quy hoạch phát triển 40 trường chất lượng cao đến năm 2020 và khoảng 70 trường đến năm 2025. Các điều kiện đảm bảo chất lượng như tiêu chuẩn kỹ năng, chương trình, giáo viên, cơ sở vật chất thiết bị từng bước được chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp cận với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp được đẩy mạnh. Nhờ đó đến nay, chúng ta đã có hàng chục trường nghề có chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định uy tín của Mỹ, Anh, Pháp. 25 trường được công nhận đủ điều kiện đào tạo 12 nghề chuyển giao từ Australia. 45 trường được công nhận đủ điều kiện đào tạo 22 nghề chuyển giao từ Đức. Hàng trăm trường nghề đang đào tạo các nghề trọng điểm, phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 3 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chú trọng đào tạo nghề chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới. Đến nay, khoảng 85% học sinh sinh viên sau học nghề có việc làm. Ở nhiều nghề, nhiều trường, tỷ lệ này là 100%. Lao động có kỹ năng của Việt Nam đã từng bước thay thế được các vị trí quan trọng, chủ chốt của doanh nghiệp. Chất lượng đào tạo tăng 13 bậc theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2019. Mục tiêu chính phủ đặt ra là tăng tối thiểu 5 bậc. Trong các kỳ thi tay nghề ASEAN và quốc tế, Việt Nam luôn giành được những thứ hạng cao. 10 lần tham dự ASEAN có 3 lần được giải nhất, 2 lần giải nhì và 2 lần giải ba. Tại kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 tại Liên bang Nga tháng 8/2019, đoàn Việt Nam giành được 1 huy chương bạc, 8 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, đứng thứ 25 trên 63 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia dự thi. Những kết quả trên đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, đóng góp quan trọng vào tăng 10 bậc năng lực cạnh tranh quốc gia và tăng trưởng GDP của đất nước. Quy mô và chất lượng đào tạo nghề không ngừng được tăng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân, góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, qua đó đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Kinh nghiệm nhiều quốc gia cho thấy sự đồng hành giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp sẽ đem lại thành công trong phát triển giáo dục nghề nghiệp. Hiệu quả đầu tư của nhà nước được nâng lên, chất lượng đào tạo của nhà trường tốt hơn, doanh nghiệp sẽ có được nguồn nhân lực có chất lượng cao hơn. Ở nhiều quốc gia như nước Đức chúng tôi đã chứng minh được rằng việc doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề là một cách thiết thực và hiệu quả, góp phần đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và lợi ích cho xã hội. Kinh nghiệm các nước phát triển cũng cho thấy là giai đoạn đầu chỉ cần chi phí một khoản đầu tư ngân sách, nhưng theo thời gian thì càng về sau, doanh nghiệp càng thu được nhiều lợi nhuận từ người lao động có kỹ năng tay nghề đem lại. Do xác định đúng khâu đột phá, việc thu hút doanh nghiệp từ lúc ban đầu chỉ là sự khuyến khích doanh nghiệp tham gia, rồi nỗ lực để kết nối với doanh nghiệp, hình thành mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp. Đến nay, nhiều nơi đã xây dựng quan hệ gắn kết,
giữa giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp. Nhiều cơ sở đào tạo đã bước đầu thực hiện hiệu quả gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm, như Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội, Cao đẳng Cao Thắng, Cao đẳng Lý Tự Trọng, Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, Cao đẳng Kỹ nghệ 2, Cao đẳng Công nghệ Lilama 2, Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp Vĩnh Phúc, v.v. Tham gia vào gắn kết đào tạo nghề, doanh nghiệp đã đặt hàng trả tiền cho quá trình đào tạo lao động của chính mình và có được nguồn lao động chất lượng cao. Nhiều doanh nghiệp đã coi việc đào tạo nghề là trách nhiệm của mình nên đã đầu tư thành lập cơ sở đào tạo nghề, tham gia tích cực trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, từ khâu dự báo nhu cầu, xây dựng tiêu chuẩn, chương trình tuyển sinh, đào tạo, thực tập thực hành đến giải quyết việc làm sau đào tạo. Theo một báo cáo gần đây cho thấy, cơ cấu lao động theo bằng cấp của Việt Nam đang có những bất hợp lý. Nền kinh tế Việt Nam đang rơi vào tình trạng thiếu lao động có chuyên môn kỹ thuật. Để đáp ứng yêu cầu nhân lực cho phát triển đất nước, Việt Nam phải thúc đẩy nhanh việc phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là tay nghề cao. Tranh thủ thời cơ dân số vàng đang dần trôi qua. Để Việt Nam có thể trở thành một quốc gia phát triển bao trùm và bền vững, Việt Nam phải tập trung giải quyết 3 khâu cơ bản là kỹ năng lao động, việc làm thỏa đáng và một cái an sinh xã hội bền vững. Thách thức lớn nhất là khâu dự báo nhu cầu nhân lực của chúng ta còn chưa tốt. Có tới 50% doanh nghiệp ở Việt Nam không có dự báo kỹ năng tương lai. 53% doanh nghiệp cần đào tạo lại kỹ năng để thích ứng với sự thay đổi của sản xuất, của phát triển khoa học công nghệ, của máy móc thiết bị, v.v. Có không ít doanh nghiệp còn phàn nàn thiếu cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, thiếu thông tin về thị trường lao động, về hệ thống đào tạo nghề, về quyền và trách nhiệm của mình trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Do đó, khó khăn trong tiếp cận để hợp tác với hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Nhiều doanh nghiệp kêu thiếu lao động có kỹ năng, phàn nàn về chất lượng lao động qua đào tạo, nhưng lại chưa tham gia vào quá trình liên kết đào tạo nhân lực, chưa quan tâm cùng với nhà nước, nhà trường, đầu tư cho việc phát triển kỹ năng, phát triển giáo dục nghề nghiệp. Chúng ta chỉ có 1/5 người đang làm việc được đào tạo, thì thử hỏi làm sao mà đáp ứng được cái yêu cầu của những cái doanh nghiệp hiện nay mà cái môi trường cạnh tranh chúng ta rất là khốc liệt. Cho nên vấn đề đặt ra thì tôi vẫn đi về một cách rất là cơ bản, đó là từ vấn đề đào tạo. Chúng ta cũng đã chứng kiến một số cái doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của thế giới khi vào Việt Nam, khi muốn phát triển các cái trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam, thì họ đã không thể tuyển dụng được lao động. Cho nên cái việc tăng cường công tác đào tạo, đặc biệt là kết hợp trường với xưởng nhưng mà gắn liền với thực tiễn thì sẽ là một cái biện pháp rất tích cực để có thể nâng cao cái chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu phát triển. Một số bộ ngành địa phương chưa tích cực trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường kết nối với doanh nghiệp. Công tác báo cáo, thống kê theo quy định chưa được thực hiện nghiêm túc. Doanh nghiệp chưa cung cấp nhu cầu nhân lực có kỹ năng hàng năm cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định, nên nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn chưa thực sự đào tạo theo sát với nhu cầu của doanh nghiệp. Rõ ràng, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp là điểm đến mong chờ, nhưng vẫn còn đó những khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, chỉ tiêu tuyển sinh học nghề là 2,2 triệu người một năm là thấp hơn so với tiềm năng và nhu cầu về lao động có kỹ năng nghề của quốc gia 97 triệu dân, 55,4 triệu lao động. Vì vậy, cần thu hút nhiều hơn nữa người học nghề, nhất là lao động tay nghề cao trong thời gian tới đây. Người ta nói là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, học nữa học mãi, như Lenin nói. Mà Việt Nam có câu rất dễ nhớ là học suốt đời. Chúng ta phải chuyển đổi nghề nghiệp, phải học tập rèn luyện, phải phấn đấu quyết liệt để chúng ta có nghệ tinh và thân vinh, phải có khát vọng làm thay đổi cuộc sống. Tăng cường thực hành, có dây chuyền đào tạo đồng bộ hiện đại để giúp cho người học nhận thức rõ, tiếp thu cái mới, nhất là những ngành mới mà Việt Nam chưa có. Đây là một yêu cầu rất lớn đối với hệ thống đào tạo của Việt Nam. Bài học thành công của nhiều doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam chính là đã chủ động đồng hành với các trường nghề trong phát triển nhân lực có kỹ năng. Thành tích từ kỳ thi tay nghề thế giới vừa qua tại Kazan, Nga cho thấy chính sự gắn kết, đồng hành của các doanh nghiệp trong đào tạo, huấn luyện đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam trên đấu trường quốc tế.